Thưa quý vị, nguy cơ tai nạn đường sắt luôn rình rập bởi ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế. Một bộ phận người dân còn cố tình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt như làm đường dân sinh bất hợp pháp, đổ rác hay trồng rau. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 về các trường hợp điển hình của vấn đề này tại Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực đường sắt tại phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng rào giới hạn phạm vi đường sắt một số nơi bị người dân bẻ và phá hoại như thế này. Cũng tại khu vực này, rác được đổ một cách bừa bãi. Người dân vô tư trồng rau dọc hai bên đường ray suốt nhiều năm qua. Sợ nhất là cái trường hợp là hàng rào đường sắt ấy, là có một số người ta cưa cắt để mà băng qua lại đường sắt, là mấy cái chỗ đó là tương đối nguy hiểm. Còn tại km số 1696+500 tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, hàng chục căn nhà tại đây được xây dựng chỉ cách đường ray chừng 2-3 mét. Trong khi đó, theo luật đường sắt, để đảm bảo an toàn, các căn nhà này phải được xây dựng cách đường ray ít nhất từ 7-15 mét. Tại đây, người dân trong đó có trẻ em thản nhiên đi và sinh hoạt bình thường trên đường ray như thế này. Họ dường như không hề lo lắng về nguy cơ tai nạn khi tàu hỏa đi qua. Nguy hiểm thì cũng có, nhưng mà gần mình thì quan sát kỹ hơn đất hơn. Không có cho nó đi ra hoài bỏ thì cũng không có đến nổi. Vi phạm thì vi phạm lâu rồi, thì cái chuyện đó thì đương nhiên sát đường ray là phải vi phạm rồi. Cũng tại Biên Hòa, km số 1702 tại xã Hóa An và tại phường Tân Hiệp, hàng loạt đường ngang dân sinh bất hợp pháp được sử dụng. Vì là đường ngang bất hợp pháp nên không có người gác, không có rào chắn và đèn tự động báo hiệu, nên an toàn đường sắt bị đe dọa nghiêm trọng bởi hàng trăm lượt phương tiện giao thông qua đây mỗi ngày.